Gần đây thì có rất là nhiều bạn đã comment hỏi Missy rằng là cái bản YSL Libre Intent mới thì nó có gì khác biệt so với bản Eau de Parfum, và cái bản Libre Intent mới đó thì mọi người có nên mua hay không. Thì cho nên là video hôm nay Vi sẽ so sánh hai bản Intent và bản Eau de Parfum. Thì tại vì cái bản Eau de Parfum nó đã có rất là nhiều sự thành công rồi, nó có rất là nhiều người yêu mến, cho nên đó là cái bản Intent này là một cái bản mà mọi người cũng rất là trông đợi vào nó, coi là nó có cái gì đó mới hay không, hay là có thể làm cho mọi người bất ngờ và yêu thích giống như các bạn Eau de Parfum này hay không. Thì video này Vi sẽ so sánh kỹ hơn và giúp cho mọi người có thể tìm ra được là sự khác biệt giữa hai chai này và là mọi người có nên mua nó hay không. Thì chúng ta bắt đầu nha. Nếu mà nhìn sự khác biệt ở ngoài hai cái hộp thôi á, là mình sẽ thấy ngay là cái hộp của bản Eau de Parfum thì có chữ YSL là nó sẽ là màu xám khá là nhạt. Còn cái chữ mà YSL Libre Intent này á, thì nó sẽ có cái màu là màu đen. Chữ YSL của nó vẫn màu đen và toàn bộ còn lại là nó sẽ giống với cái thiết kế cũ. Và còn hai cái chai thì nó sẽ khác biệt như thế này ha. Đây là bản Eau de Parfum thì cái bản này nó sẽ có một màu vàng nhạt, còn bản này là bản Intent và nó sẽ có một cái màu hơi nâu nâu, ngã nâu một chút xíu. Và về cái tông mùi, hồi nãy Vi có xịt một chút. Nói về cái sự giống nhau thì hai cái bản này nó đều có một cái vị ngọt, ấm và nó có một cái độ mềm. Nó vẫn giữ được một cái ADN của bản Eau de Parfum, chính là cái sự mềm mại, cái sự sang trọng của nó. Nhưng mà đối với cái bản mà Libre Intent này á, thì khi mà Vi mới xịt ra luôn thì việc mà Vi thấy đầu tiên đó chính là cái bản này nó đậm hơn rất là nhiều. Khi mà mình xịt ra một cái thôi là mình sẽ thấy là một cái mùi nó cực kỳ rõ nét, chứ nó không phải giống như là cái Libre EDB. Thì cái bản EDB mới đầu mình xịt ra mình sẽ ngửi thấy mùi cam là nhiều. Mùi cam nó rất là mát, một cách dịu nhẹ. Thì đối với cái bản Intent này mới đầu vô mình sẽ không ngửi thấy cái mùi cam, mà mình sẽ ngửi thấy ngay thêm một cái mùi nó gì đó nó rất là rõ ràng và nó sắc nét. Tại vì cái bản mà YSL Libre Intent này á, nó có một cái tông của mùi nho đen nữa. Nó có cái tinh dầu lá chanh và cái mùi nho đen, cho nên vì vậy mà cái mùi của nó lúc ban đầu mình ngửi ra là mình sẽ thấy ngay một cái mùi nó sắc hơn, nó gì có gì đó nó rõ ràng hơn và nó mạnh hơn rất là nhiều so với cái bản Eau de Parfum này. Còn cái bản Eau de Parfum này á, ai mà xài quen rồi thì các bạn sẽ thấy là nó mới đầu vô nó mát nhẹ. Nó mát theo một cái kiểu tông cam và có ngay từ lúc đầu là đó có một cái mùi hoa rồi. Và khi mà cái mùi hai cái này nó dịu xuống á, thì cái bản Intent này á, nó sẽ có một cái cảm giác nó hơi có một chút gì đó nó đặc hơn, nó đậm đặc hơn, và mình sẽ ngửi thấy cái mùi vani nhiều, mùi vani rồi một cái cảm giác gì đó về một cái mùi hoa. Còn trong khi cái bản EDB á, thì mình sẽ ngửi thấy mùi hoa lavender. Mình nếu mà bạn biết cái mùi hoa lavender, mình đã xài qua những cái loại mà tinh dầu hay là các thứ liên quan tới lavender, thì mình ngửi vào cái bản EDB Libre này thì mình sẽ ngửi thấy liền là cái bản mùi lavender nè, mùi gỗ mà có một chút vẫn còn vương vấn một chút gì đó mùi của cam, cho nên nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là dịu và nó cảm giác là nó sang, nhưng mà nó dành cho những cái cô nàng mà có tính cách nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng thanh lịch quý phái thôi. Còn cái bản mà Libre Intent này á, là khi mà nó dịu cái tông mùi xuống rồi mình vẫn thấy nó khá là đậm, nó khá là đặc và nó nhiều mùi vani, nó ít mùi hoa hơn và nó đậm như cái mùi gỗ và nó sắc hơn rất là nhiều so với cái bản EDB. Lúc nãy Vi mới coi lại cái lý do mà Vi bảo là Vi ngửi thấy cái mùi của Libre Intent này nó có cả một cái gì đó nó đậm hơn, nó đặc hơn so với lại cái bản EDB, thì lý do chính là vì nó có thay đổi cái sự thành phần, thay đổi cái thành phần vani ở trong đó. Thì đối với lại EDB thì cái mùi vani nó chỉ là mùi vani bình thường thôi. Thì đối với cái bản mà Intent này thì YSL đã thay bằng cái vani của Madagascar. Và theo như Vi biết á, thì cái vani của Madagascar nó sẽ có một cái độ béo nhiều hơn bình thường một chút so với vani trong những loại vani bình thường. Thì cái vani Madagascar này nó sẽ có hơi béo hơn nè, nó sẽ có một cái tông mùi hơi có gì đó phấn phấn hơn nè. Đó là lý do mà hồi nãy giờ Vi ngửi thấy cái Intent này nó có một cái mùi phấn khá là đậm, nó giống như là YSL Libre EDB mà mình trộn một chút với lại cái Narciso Paris vậy á. Nó có cái độ mùi phấn và nó đậm giống như vậy luôn á, và
và nó thêm có một chút xíu siêu siêu béo nữa, cái mùi béo ở trong đó thì nó hòa chung với cái mùi gỗ, mùi hoa nhài, mùi lavender các thứ, thì cho nên nó tạo nên một cái mùi rất là mềm thật sự luôn. Nếu như mà bản YSL Libre EDB á, vì cảm thấy là nó còn hơi có một cái chút gì đó kiểu giống như nó rất là thơm nha, nó rất là sang, nó rất là dịu dàng, nó rất là mướt, nhưng mà nó không có tạo cho Vi có một cái cảm giác rằng nó đặc biệt, nó chỉ đơn giản là nó thơm và sang. Thì đối với cái bản mà Libre này thì Vi cảm thấy cái sự béo của nó sẽ làm cho mình có cảm giác quyến rũ hơn, mình chững chạc hơn, mình chín chắn hơn. Hồi nãy là Vi xịt cái chai Intense ở bên tay này, còn chai EDB là bên đó tay này, thì Vi xịt cùng một lúc, nó cách nhau khoảng có 1-2 giây thôi, thì bản Intense cho tới bây giờ là mùi nó vẫn còn rất rất là đậm. Mùi nó hầu như mình chỉ cần sượt qua là mình có thể ngửi thấy liền. Còn cái bản mà EDB ở bên tay này thì bây giờ nó vẫn còn mùi khá là rõ, nhưng mà mình ngửi vô là mình sẽ thấy là cái độ thoảng của nó thoảng hơn rất là nhiều so với cái bản Intense này. Thì Intense mà chắc chắn là nó sẽ đậm mùi hơn. Và nếu như mà bạn mà kiểu như là mình có cá tính mạnh á, và nếu như mà mình thấy cái bản EDB này nó có một cái gì đó mà mình chưa có đủ thuyết phục mình vì nó nhẹ nhàng quá đi, ví dụ có những cái bạn là tính tình rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh lịch, thì thường là EDB này là sẽ chinh phục 100% luôn. Vì thấy là Vi giới thiệu cho bạn Vi rất là nhiều nhưng mà chưa có ai chê này hết. Còn cái bản Intense này thì có lẽ là sẽ phù hợp cho những cái phần phụ nữ còn lại, là những cái bạn mà có tính cách cá tính hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng mà mình vẫn đầm thắm, mình vẫn rất là quyến rũ. Tóm lại là Vi thấy là hai chai này nó sẽ có những cái điểm giống, chính là nó vẫn giữ được cái tông gỗ ấm, tông hoa lavender, nó vẫn rất là sang trọng và nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với cái bản EDB này thì nó sẽ có một cái mùi gì đó nó mát hơn, nó thanh lịch hơn, và nó sẽ phù hợp với những cái bạn mà dịu dàng, nữ tính, mình thích những cái tông mùi mà nó nịnh mũi, nó dễ chịu, nó thơm. Và quan trọng là cái bản mà Libre EDB này, nó về phía sau nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác sạch sẽ nhiều hơn. Nó sẽ thiên về cái mùi mát ở ban đầu và ấm ngọt nhẹ một chút ở phía sau, và nó sạch sẽ hơn. Còn đối với cái bản mà Intense này thì nó sẽ có gì đó nó đậm đặc hơn, nó có chiều sâu hơn, nó ấm hơn, nó ngọt hơn một chút, nó ít mát hơn một chút, và nó sẽ phù hợp với những cái bạn mà có một cái sự chín chắn, các bạn thích một cái mùi mà đậm đặc hơn. Và như Vi đã nói hồi nãy là nó giống như là Libre EDB trộn một chút với lại cái Bowery vậy, Narcissus Bowery, là nó vừa sẽ có một chút béo, một chút phấn, nó ấm hơn một chút nữa. Thì đây là cái bản Libre. Nhưng mà nếu mà theo Vi đánh giá thì Vi sẽ thấy cái bản YSL Libre Intense này nó có chiều sâu hơn. Nó kiểu giống như là cái mùi của nó sẽ làm cho mình có cảm giác là mình muốn ngửi hoài á. Nó giống như là cái Replica Char Club á, là cái bản mùi về phía sau của nó vừa hơi hơi có men rượu, vừa có một chút gì đó ngọt ấm, nó làm cho mình có cảm thấy là mình sang và theo kiểu là mình có gu hơn một chút xíu. Thì cái này sẽ phù hợp với những cái bạn mà cá tính, các bạn thích một cái cảm giác gì đó nó khác biệt, nó lạ hơn một chút, thì mình sẽ nên chọn cái YSL Libre này. Còn theo như Vi đánh giá thôi ha, thì nếu như mà Vi mua tặng, Vi chắc chắn là Vi sẽ mua tặng YSL Libre EDB. Tại vì cái bản này nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, dù là mình đi làm hay mình đi chơi gì đó hay đi hẹn hò, nó đều vẫn rất rất là ok, nó rất là dễ sử dụng. Đặc biệt là mình khi mà mình ở miền Nam hay là mình ở Sài Gòn, cái khí hậu nó không phải là quá khắc nghiệt giống như ở Hà Nội, thì cái bản EDB này sẽ có rất nhiều cơ hội để mình dùng. Còn cái Intense này thì nó sẽ ít cơ hội hơn, nó chỉ chắc là chỉ nên dùng vào cái lúc mà khi mà mình đi tiệc gì đó thôi, chứ còn mà mình đi kiểu như là mình đi làm á thì mình xịt ít thì được, mình đi làm mà khi mà nó dịu mùi xuống xịt ít thì được. Nhưng mà đối với những cái mùa nóng thì mình vẫn sẽ cảm thấy nó hơi quá cho những cái ngày nóng, đặc biệt là mùa hè, những cái lúc mà mình cảm thấy là trời thời tiết nó bị rít rít, nó hanh khô hay các thứ, thì cái mùi này nó sẽ làm hơi hơi làm cho mình cảm thấy cái sự nóng bức nó nhiều hơn. Cho nên là chai này chỉ nên dùng khi mà mình đi vào ban đêm hoặc là những ngày trời se lạnh thôi ha. Hoặc đặc biệt là nếu mà đi tiệc thì nó cũng ok. Nhưng mà Vi thấy là cái độ tỏa của nó không có mạnh. Cái độ tỏa của nó kiểu như bị xịt ở đây, thì nếu mà có gió hay gì đó thì nó cũng chỉ thoảng một ít thôi. Tỏa nó chắc trong tầm khoảng chưa tới một cánh tay. Cho nên là mình đi tiệc hay là mình đi những nơi đông người thì cần giảm thiểu những cái độ tỏa hương của nó. Nhưng mà mình muốn lưu hương lâu thì cái bản Intense này sẽ lưu rất là lâu ha. Tại vì vốn dĩ ra EDB này là
đã nổi tiếng với cái mức độ lưu hương khoảng 8 tiếng rồi thì cái anten này nó còn hơn như vậy nữa, trừ phi là da mình không hợp với cái thành phần của nó thôi, chứ còn lại là vì thấy nó bám hơi bị lâu á, hồi nãy giờ mùi nó chưa có xuống, cho nên là mọi người có thể tham khảo thử ha. Và đó là những gì mà Vi cảm nhận về bản YSL Vigre Intense và bản EDB, thì Vi chỉ cố gắng để cho nó mọi người có thể hiểu được là cái sự khác biệt giữa hai chai này. Và nếu như mà ai đã có cái chai EDB này rồi thì Vi nghĩ là mọi người không nên mua bản Intense này nữa, tại vì nó vẫn giống khá là nhiều, cho nên là trừ khi với là mình có một cái gu khác và mình thấy là cái EDB này nó vẫn có gì đó nó chưa ok lắm, nó chưa có đủ đã, thì mình có thể thử cái bản Intense này thì Vi nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn. Còn lại thì nếu như mà mọi người có cái những thắc mắc nào khác hay là cảm thấy là video này Vi làm chưa rõ thì mọi người có thể comment ở dưới, thì Missy sẽ cố làm thêm nhiều video nữa để giải thích rõ cho mọi người hơn ha. Và cảm ơn cả nhà đã coi video đến đây. Nhớ like video này và subscribe kênh YouTube của Missy và Phương nha. Bye bye.